Konnichiwa, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình là Kaygay. Dạ, hôm nay mình sẽ không quay game nha các bạn. Tại bởi vì mình quay cái con game thì mình quơ á, mình đánh mấy con boss bây giờ mình căng thẳng. Bây giờ mình cần những video nào vui vẻ ngày kia hoặc là thử thách lại lạ để cho đầu óc của mình đỡ căng thẳng, thư giãn nha các bạn. Nhưng mà bây giờ mà thử thách cấm cười thì đã làm nhiều rồi. Nó cũng hơi chán, không biết bây giờ làm thử thách nào đi ta. Để mình suy nghĩ xem. Hay là bây giờ chị làm thử thách mới đi. Ủa, thử thách mới mà thử thách gì? À, thử thách cấm cười đó, chị làm thử thách cũng là thử thách cấm cười nhưng mà thử thách ngược lại cấm cười đi. Thử thách gì? À, là thử thách cấm sợ hãi đó. Chị thấy em nói thấy sao? Được không? Ừ, thử thách cấm sợ hãi hả? Nghe cũng hay á. Ủa, nhưng mà thử thách cấm sợ hãi với video gì? Thì cái video chị mới xem đây đó. Thì cái bộ phim anime Higurashi no Naku Koroni đó. Ồ, sao có như đó mà chị không nghĩ ra ta. Ok, mình thấy ý tưởng này cũng hay hay đó. Thôi bây giờ chúng ta làm thử xem. Ồ, nhưng mà cô ơi. Dạ, cái gì vậy chị Cây? Hình như chị thấy nó sai sai á. Chị thấy nó sai sai thì có. Không có đâu. Em thấy nó bình thường mà. Vậy thôi, chúng ta quyết định vậy đi. Hôm nay mình sẽ làm series thử thách cấm sợ hãi. Series mới đầu tiên trên kênh của mình. Ok, bây giờ mình mở cái phim đó nha. Hình như là tập 4 á, mình thấy nó rất là ấn tượng. Nhưng mà các em phải video reaction nha. Mình theo lời của cô kể coi. Mình sẽ mô tả lại cái sự sợ hãi lúc mà đầu tiên mình coi nha các bạn. Ok, trước khi vô video thì chúng ta nghe cái nhạc nền nó trước nha. Cái nhạc nền nữa hay ghê luôn á. Cả hai nhạc nền của hai series phim này á, mình rất là thích luôn. Ok, giờ chúng ta mở thôi. Wow, thích nhạc này lắm luôn á. Ồ, nó hay quá. Hay quá các bạn ơi. Nó lên nhịp lên thấp á. Cái chị ca sĩ tên là Asaka. Đúng rồi, Asaka. Chỉ hát rất là nội lực. Đôi khi nội lực mà đôi khi cũng rất là mềm mại. Nói chung mình có thích chị này cũng rất là xinh đẹp nữa. Nghe nhạc lên trước rồi có mấy vô cái phần chính nè. Mình chỉ thét cấm sợ nửa gọn thôi nha. Chứ coi hết phim này rồi chắc tới video sau luôn á. Đó, kinh dị chưa? Ok, thì nếu như những bạn nào mà chưa xem phim này thì mình nói luôn đây là phim kinh dị nha. Ok, nếu mà ai có bệnh yếu tim hay là trẻ nhỏ thì không nên xem phim này nha. Ý, cũng không nên xem video này của mình luôn. Ok, nếu mà ai xem thì mình đã cảnh báo trước rồi, mình không có biết đâu nha. Ok, giờ vô nè. Ok. Thôi chị Kali ơi, chị ở đây chị coi vui vẻ nha, em đi vô trọng. Ủa, sao ghi vô? À, em nhớ là em có việc bận với em hồi ngay, em cũng hơi mệt mệt nữa, cho em xin phụ ngủ nha. Thôi em vô nha. Ơi, cô con. Ơi. Ơi, cái gì kỳ vậy? Em kêu chị làm thử thách này mà, cũng phải cùng chị chứ. Thôi, chị làm đi, em vô em ngủ đây. Thật sự không công bằng thiệt á. Thôi cứ vô ngủ rồi thôi. Thật sự bó tay luôn. Sợ gì sợ quá không biết. Có gì đâu mà sợ. À, chị nói vậy đó. Vậy mà bữa chị sợ hú vía luôn à. Có đâu. Wow. Đó cơ anh em.
Con rê ngang á, rê ngang nó bắt đầu rồi. Wow. Idol gay rồi. Con những con này thiệt tình. Em kêu chị làm đi thích đó mà sao em vô ngủ rồi kỳ vậy. Trời ơi. Sự bó tay. Thôi nhưng mình tự gánh chịu rồi. Sẵn gần tới ngày Halloween rồi quay phim này rồi đúng bản luôn. Mình cũng biết trước rồi nên mình cũng không sợ lắm. Không, mà cái lúc mà chưa xem tập này thì mình cũng cả không sợ rồi cả, bởi vì mình đã coi cái phần mà cái phần trước, cái phần đầu tiên của Higurashi no Kukuoni á. Thôi mình nói lại là Higurashi đây nha. Tròn ngon ngắn. Ừ. Thằng này thông minh á. Phần này chưa kinh dị lắm. Nhưng mà cũng đủ hơi ớn. Mỗi lần mà mình xem phim kinh dị ngày á thì cái chán của mình á nó hơi nóng vậy mà không phải bị sốt. Nó chỉ nóng vậy thôi. Wow. Oh. Wow. Mình chỉ biết im lặng thôi nha. Wow. What the fuck? Các bạn xem bản gốc của nó đi, mình không thể quay được. Ông đâu có chưa chết đâu. What the hell. Chơi ngu rồi. Mình làm luôn xe đi chơi ngu luôn rồi. Tin nhắn luôn. Ê trời ơi. Vậy mà tôi cũng xem được phim này hay thiệt á anh em. Như mình thấy cái gì có sai sai lắm luôn rồi đó. Vậy khác nữa mình tỉnh ở dưới rồi. Sao chị có xử với anh này dữ vậy chị ơi. Chị Anna ơi. Trời ơi. Đập hàng ngày không chịu phát ngào luôn. Chỉ còn mong hằng ngày vẫn còn sống. Hết à? Rồi chưa? Mình biết là cái hằng ngày nó bất tử. Hằng ngày bất tử nha anh em. Ok. Sau một lần căng thẳng cuối cùng đã kết thúc rồi. Mình biết là mỗi lần mình xem phim kinh dị như thế này thì mình sẽ đổ rất nhiều mồ hôi và nóng chán. Chứ coi mình chuẩn bị cái khăn lạnh đây nè. Tóc mình chen. Trời ơi. Ai xuống tôi làm series này. Ai xuống tôi quay cái phim này. Rồi quay lại cái cảm xúc mà lúc đầu tiên coi. Trời ơi ai vậy trời. Trời ơi, chơi ngu nữa rồi. Thiệt. Nay chơi ngu hú tim luôn. Mình khuyến cáo các bạn không nên xem anime này. Nếu mình yếu tim. Ok. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video này.
mặc dù mình che khá là nhiều nhưng mà tại vì quá sợ, quá sợ mọi người xem sẽ khó chịu nên mình phải rành che hơn. Mà nếu mà ai muốn thử cảm giác mạnh thì cứ việc xem, nhưng mà khuyến cáo trước là không nên xem video này, à không, cũng không nên xem phim này luôn, dĩ nhiên em chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu như thấy video này hay thì nhớ cho mình một like, chia sẻ. Và nếu thấy kênh của mình hay thì nhớ bấm dựng nút đăng ký dưới đây, vì cùng quên mấy cái chuông bên cạnh nhận được những video mới nhất từ mình nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn những video kỳ sau. Bye bye. Thanh niên bất tử nhất năm. Em lại chị ơi, chị rơi na ơi. Trời ơi, chị rơi quá à. Anh kê chi có tội tình gì với chị đâu. Trời ơi má ơi, tôi chơi ngu rồi. Trời ơi, cô đó rồi. Trời ơi là trời, cô sao em kêu chị làm ăn khách này mà em không chịu coi cung gì vậy cô. Trời ơi là trời.